Xin kính chào quý vị, tôi xin mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC hôm nay 27 tháng 9 và phần đầu tiên sẽ bao gồm các nội dung nổi bật sau đây. ADB hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống còn 6% trong năm 2016. Chuẩn bị công bố báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam giai đoạn 2011-2015. Thu suất thuế nhập khẩu sau 9 tháng ở thành phố Hồ Chí Minh đạt 70% chỉ tiêu năm. Thưa quý vị, theo một báo cáo được công bố vào sáng ngày hôm nay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, nền kinh tế Việt Nam dù vẫn vận hành tốt nhưng không tránh khỏi khả năng bị giật lùi do một số thách thức còn tồn tại. Trong dự báo mới nhất, thì ADB đã tiếp tục mạnh tay hạ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống còn 6% trong năm nay. Theo công bố của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, do sự giảm sút của ngành nông nghiệp và khai khoáng trong nửa đầu năm nay, nên ADB đã có sự điều chỉnh giảm tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống còn 6% trong năm 2016 và 6,3% trong năm 2017. Các chỉ báo này trong dự báo được đưa ra hồi tháng 3 vừa qua lần lượt là 6,7% và 6,5%. Cũng theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được kỳ vọng tăng trong 6 tháng cuối năm nhờ sự gia tăng mạnh hơn của dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào xuất khẩu, sự phục hồi nhẹ trong nông nghiệp, tăng trưởng tín dụng trong nước và việc đẩy mạnh giải ngân các khoản chi đầu tư cơ bản trong các chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng quốc gia. ADB cũng lưu ý rằng thương mại vẫn là một điểm sáng trong nền kinh tế Việt Nam. Trong 6 tháng qua, Việt Nam đạt mức thặng dư thương mại hàng hóa lớn với ước tính tương đương hơn 8% GDP. Theo nguồn tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì vào ngày 29 tháng 9 tới đây, Bộ sẽ công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 nhằm đánh giá tổng quan về môi trường của Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nội dung báo cáo ngày 29 tháng 9 tới sẽ phản ánh tổng quan về các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và sức ép lên môi trường trong 5 năm qua, vấn đề về biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai bất thường làm gia tăng những tác động tiêu cực lên môi trường. Bên cạnh đó, báo cáo cũng phân tích đánh giá diễn biến các vấn đề môi trường nổi cộm trong thời gian qua, đặc biệt là các sự cố ô nhiễm môi trường đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ ảnh hưởng. Ngoài ra, báo cáo cũng sẽ đánh giá tác hại của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đánh giá về công tác quản lý môi trường, những cơ hội và thách thức, từ đó định hướng công tác bảo vệ môi trường và đề xuất các giải pháp cụ thể, cũng như những kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. Dự kiến, Bộ trưởng Trần Hồng Hà sẽ chủ trì lễ công bố báo cáo. Thưa quý vị, theo công bố mới nhất từ Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan này đã thu được hơn 70% chỉ tiêu cả năm từ nguồn thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn. Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng đầu năm nay, tổng số tiền thuế thu được từ các hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 74.000 tỷ đồng, bằng 72,2% chỉ tiêu cả năm mà đơn vị này được giao. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, số thu khả quan là nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Trên thực tế, tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn đã có sự hồi phục và tăng tiến sau những tháng đầu năm có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, tính đến ngày 15 tháng 9, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2015. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu cũng đạt hơn 31 tỷ đô la, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp lớn nhất khiến kim ngạch nhập khẩu tăng vọt là các mặt hàng giá trị lớn chịu thuế cao. Theo Cục Hải quan thành phố, với tình hình thu thuế xuất nhập khẩu tăng tốc trở lại trong những tháng qua, cơ quan này có thể đạt, thậm chí là vượt chỉ tiêu, thu hơn 102.000 tỷ đồng mà Bộ Tài chính đã giao cho Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay. Thưa quý vị, đến với chuyên mục con số mỗi ngày trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến con số là gần 80%. Đây là tỷ lệ nam giới Việt Nam sử dụng rượu bia theo một kết quả điều tra vừa được Bộ Y tế công bố. Cũng theo bản báo cáo này, thì nếu tính trung bình, một người đàn ông trưởng thành tại Việt Nam uống hơn 27 lít cồn nguyên chất. Với lượng rượu bia sử dụng gia tăng nhanh chóng như hiện nay, thì Việt Nam đã leo lên top 2 Đông Nam Á chỉ sau Thái Lan và đứng thứ 10 châu Á, đứng thứ 29 trên thế giới trong số các quốc gia sử dụng rượu bia nhiều nhất. Đáng chú ý là dù tình hình sử dụng rượu bia đang ở mức báo động tại Việt Nam hiện nay, song dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia do Bộ Y tế chủ trì vẫn gần như dậm chân tại chỗ, dự kiến lùi thời điểm trình Quốc hội đến tháng 5 năm 2018. Thưa quý vị, phần tiếp theo của bản tin FBNC sẽ là phần tin châu Á. Điểm lại quá trình khủng hoảng của tập đoàn Lotte Hàn Quốc. Đài Loan tiếp tục hứng chịu hậu quả từ bão.